thuật. Quý vị và cùng chúng tôi kiểm qua hình ảnh của cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng bằng rực rỡ như là ánh mặt trời ngày hè, rực rỡ như là ánh sao đêm hè. Và đó là dụng ý của tiết mục nghệ thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn vũ đoàn PL. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for PL Dance Troupe for the amazing opening performance. Thank you, dancers.